Nhận định soi kèo bóng đá Brighton với Leicester City vào 3 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2021, vòng 27 ngoại hạng Anh. Dù phải đá sân khách nhưng Leicester City sẽ giành chiến thắng trước Brighton khi hai đội gặp nhau tại vòng 27. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Brighton sau chuỗi trận ấn tượng là liên tiếp những trận thua trước Crystal Palace và West Bromwich Albion nâng số trận không thắng lên con số 5 trên mọi đấu trường. Khoảng cách an toàn được tạo ra lúc này chỉ còn là 3 điểm với đội xếp thứ 18 là Fulham. Nếu không có những cải thiện về chuyên môn thì rất có thể Brighton sẽ phải nhận một kết quả xấu. Không những thế, đội chủ nhà còn sớm bị loại khỏi FA Cup sau khi để thua chính Leicester City với tỷ số 0-1. Cả hai sẽ có cơ hội gặp lại nhau tại giải ngoại hạng Anh và lần này kết quả cũng không mấy khả quan dành cho Brighton. Leicester City vẫn duy trì được vị trí thứ 3 sau 27 vòng đấu với 50 điểm giành được. Trong 5 trận gần nhất, bầy cáo chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Arsenal, còn 4 trận còn lại là thành tích bất bại. Sự ổn định vẫn đang là điều còn thiếu của đội khách, và nếu họ có thể cải thiện được thì một vị trí trong top 4 hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chỉ phải gặp một Brighton DNAG đua trụ hạng thì đây chắc chắn là một cơ hội không thể bỏ lỡ bên phía Leicester City để có thể kiếm được 3 điểm và tiếp tục cuộc cạnh tranh top 4 đang rất căng thẳng. Leicester City chưa để thua dù chỉ là một trận trước Brighton trong 6 lần gần nhất với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Trước sức mạnh áp đảo đó cùng một vị thế khác hẳn thì Brighton khó có cửa mà giành được điểm trước Leicester City trong trận đấu này. Chuyên gia nhận định kèo nhà cái khuyên người chơi đặt lòng tin vào đội khách. Soi kèo tài xỉu Brighton với Leicester 1.94. Theo thống kê, những lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đang không có quá nhiều bàn thắng được ghi. Minh chứng là trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ có tổng cộng 4 bàn thắng được ghi. Thêm vào đó, hàng công của cả hai đội cũng đang không có được phong độ thực sự ổn định. Do đó, các chuyên gia dự đoán khả năng trận đấu này sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi, chọn xỉu. Soi kèo hiệp 1. Khả năng tận dụng cơ hội của bầy cáo trong 45 phút đầu tiên là rất ấn tượng khi đã có được 20 bàn chỉ sau 27 trận đã đấu tại giải ngoại hạng Anh năm nay. Chắc chắn với các ngôi sao tấn công như Vardy, Hartman và Madison sẽ biết cách đem về lợi thế cho Leicester City trước giờ nghỉ giải lao. Dự đoán hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Leicester City.